Yakut thuộc Cộng hòa Sakha của Liên bang Nga là thành phố đông dân nhất nằm trên băng Vĩnh Cửu. Trong điều kiện băng giá như vậy, để có thể sống và làm việc bình thường, người dân và các cơ sở hạ tầng của thành phố cần có những điều chỉnh thích nghi với môi trường xung quanh. Mời quý khán giả hãy cùng với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga đi thăm thành phố đặc biệt này. Đến với Yakut, du khách không thể bỏ qua địa điểm nổi tiếng giếng của thương gia Fedor Serikin. Công trình ghi dấu công lao của nhân vật góp công lớn trong nỗ lực đào giếng để tìm kiếm nước ngọt tại đây từ đầu thế kỷ 19 và qua đó giúp thế giới lần đầu biết được sự tồn tại của lớp băng Vĩnh Cửu dưới mặt đất. Để có thể đo được các mức nhiệt độ theo độ sâu trong giếng, ông Serikin đã phải chuyển nhiệt kế được chế tạo từ Đức tới đây, không phải bằng máy bay mà trên những chiếc phà và xe ngựa. Để có thể trải qua một trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trên thế giới, chính quyền thành phố Yakut đã không ngừng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng với những tòa nhà cao tầng tiện nghi thay thế cho những căn nhà gỗ thấp tầng trước kia. Cấu trúc của các tòa nhà được thiết kế đặc biệt để vừa có thể có một kết cấu vững chắc, đồng thời có thể bảo vệ được lớp băng Vĩnh Cửu dưới lòng đất. Theo đó, tầng trệt được nâng lên cao trong khi hệ thống đường ống cũng được đi nổi nhằm tránh các nguồn ấm có thể ảnh hưởng tới lớp băng. Tại Yakut, bạn cũng có thể thường xuyên bắt gặp các tấm bạt che cho ô tô được người dân gọi với cái tên trìu mến là Natasha, được sử dụng để giữ ấm và kết hợp với một cảm biến thời gian, giúp xe có thể định kỳ tự động nổ máy để tránh việc chết máy do thời tiết lạnh giá. Nhiệt độ hiện nay ở Yakut theo điện thoại của tôi là âm 11 độ C. Tuy nhiên, khi nói chuyện với người dân thì người dân nói rằng nhiệt độ này là ấm áp giống như ở Việt Nam. Bởi vì mùa đông ở Yakut nhiệt độ lên tới âm 40, âm 50 độ và trong năm nay đã có lúc lên tới âm 60 độ C. Duy Trinh, phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ Yakut, Liên bang Nga.